Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh Thời trang may mặc của Huyền A Dấp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu áo kiểu của nữ. Mẫu áo này của mình cổ tim, phần tay của mình khoét ở hai bên đầu tay. Phần gấu mình may to, gấu của mình là 5cm và có 2 ly. 2 ly ở thân trước và 2 ly ở thân sau. Cửa tay thì mình may bình thường, giờ mình sẽ dẫn các bạn đi may. Mẫu áo crop top này của mình có thể kết hợp với quần giả váy, quần short, quần đùi hoặc là với chân váy mình đều mặc được. Trước khi đi may, các bạn sẽ gấp đôi phần thân ở gấu cho mình, cả thân trước và thân sau để mình sang dấu phần ly gấu. Từ mép ngoài vào, các bạn sẽ kẻ cho mình 12cm. Kẻ đều cho mình là 12cm. Dài ly của mình cũng là 12cm. Sau đó từ đường kẻ này, các bạn sẽ lấy vào trong cho mình là 2cm, là của phần ly gấu. Và dài ly của mình cũng là 12cm. Các bạn nhớ kẻ cho mình 4 ly, 2 ly ở thân trước và 2 ly ở thân sau. Kích thước của mình bằng nhau hết. 4 ly của mình đều dài là 12cm và rộng là 2cm. Và từ điểm gấp của thân trước cũng như thân sau tính vào là 12cm. Kênh này của mình tạo ra là sân chơi của tất cả các chị em đam mê may vá. Mình có thể giao lưu, kết bạn. Và các bạn không hiểu chỗ nào có thể nhắn tin cho mình. Và để nó phát triển được hay không, nó nhờ tất cả vào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký và like giúp mình. Sau khi mình vẽ xong 2 ly ở thân trước và 2 ly ở thân sau, giờ mình sẽ dẫn các bạn vẽ rộng gấu. Rộng gấu của mình, bản to của mình là 5cm. Vì vòng gấu của mình nó rất là to và dài, các bạn sẽ vẽ qua cho mình. Thì khi mình gập lên mình may nó mới chuẩn. Các bạn sẽ vẽ đều cho mình là 5cm cả thân trước và thân sau. Sau khi mình vẽ vòng gấu xong thì các bạn sẽ gập cho mình cái phần gấu áo ở bên trong, mặt trái của thân áo. Các bạn sẽ sửa cho mình cả ở thân trước và ở thân sau, ở 4 điểm sườn. Sau đó các bạn sẽ may ly ở phần gấu cho mình, may 2 ly ở thân trước và 2 ly ở thân sau. Ly của mình là 1cm, thân trước 2 ly và thân sau 2 ly.
Sau khi mình may 4 ly xong thì mình sẽ may phần dây đầu tay, mặt phải của phần dây gấp với mặt trái của phần đầu tay, may cho mình một đường, đường may của mình là 0,7 cm. Trong khi may dây các bạn lưu ý, phần đầu tay các bạn để êm, dây các bạn kéo nhẹ một chút. May xong dây lần 1, các bạn sẽ lật ra mặt phải của phần đầu tay áo, gấp vào cho mình 1 cm, may mí cho mình phần dây viền ở phần đầu tay áo. Sau khi may xong viền dây ở đầu tay áo, các bạn sẽ sửa cho mình phần mang trước. Ở phần đầu tay áo, các bạn sẽ khoét vào cho mình 1,5 cm. Đây là mang trước của tay áo. Còn phần vai áo, khi mình may xong đường vắt sổ, các bạn sẽ may thêm vào cho mình 3 đến 5 ly nữa hai bên đầu vai. Sau khi may đầu vai xong, mình sẽ ghim phần tay áo và phần lách áo. Các bạn sẽ để cho mình phần tay xuống dưới và lách áo lên trên, mặt phải của tay gấp với mặt phải của thân. May ghim cho mình. May xong tay áo, mình sẽ may dây viền cổ. Các bạn sẽ gấp cho mình hai mặt phải của dây viền cổ với nhau, may cho mình. May đúng chỗ tim thì các bạn sẽ dừng lại và cắm kim xuống cho mình. Mặt phải của dây viền cổ úp vào với nhau để mình may. May xong các bạn sẽ bấm nhả cho mình cái phần giữa của cổ tim. Sau đó các bạn sẽ là rẽ đường may ở phần cổ áo ra và ghim vòng quanh cho mình dây viền cổ.
Sau khi ghim dây viền cổ xong, các bạn sẽ đặt dây viền cổ phần tim này trùng với đúng với phần tim và thân áo, và may trước cho mình cái đoạn tim này trước. Sau khi may xong đoạn tim, các bạn kiểm tra vào phần tim cho cổ áo của mình nó rất là đẹp và nó êm, thì mình sẽ may toàn bộ vòng cổ. Đây là phần cổ tim mình đã hướng dẫn các bạn may xong. Khi may xong cái phần tim của mình nó không bị tù, nó không bị ống cái phần tim dưới, nó rất là đều và nó êm phẳng. Mình sẽ chạy toàn bộ lại vòng cổ. Đường may các bạn để cho mình từ 0,7 đến 0,8 cm. Sau khi mình may xong phần cổ và phần thân áo, mình sẽ ghim phần gấu áo. Đường may của mình là 5 cm. Và toàn bộ ly các bạn lật hết vào bên trong cho mình. Và các bạn lưu ý phần ly này ở gấu, các bạn sẽ lật đều cho mình nhé. Nếu mà quay vào trong thì các bạn sẽ quay hết vào phần trong cho mình. Nếu quay ra ngoài phần sườn thì các bạn sẽ quay hết ra ngoài phần sườn cho mình. Để phần ly của mình nó đối xứng nhau. Và phần gấu bên kia các bạn ghim như phần gấu bên đây cho mình là được. Và khi ghim phần gấu là các bạn sẽ bạn chỉ thư hết cỡ ra cho mình. Ghim gấu xong mình sẽ ra máy xén để mình may vắt sổ vòng cổ, may phần tay áo và may phần sườn áo. Phần cổ áo thì các bạn sẽ vắt cho mình xung quanh vòng cổ. Mình đã ghim bằng máy bằng. Sau khi may viền cổ xong thì các bạn sẽ may cho mình toàn bộ vòng lách hai bên. Các bạn sẽ may cho mình theo đường mình ghim tay áo và thân là được. May xong tay áo hai bên, các bạn đi may phần sườn áo cho mình, gấp cho mình trùng kẻ. Và lưu ý đường giao nhau giữa tay áo và thân áo của mình, thân trước và thân sau trùng nhau. Tay áo bên kia và phần sườn áo bên kia các bạn may như bên đây cho mình là được. Và khi may xong các bạn lưu ý đặc biệt cho mình là
Tay áo cũng như sườn áo của mình là đối kẻ tuyệt đối. Sườn áo và tay áo của mình trùng kẻ là được. Sau đó mình sẽ ra may bằng để mình mí cái phần cổ áo. Đường may các bạn lật hết về phần thân áo. May mí vòng quanh cổ tim cho mình. Và đây là phần cửa tay mình đã hướng các bạn may xong. Phần gấu của mình là 5 cm. Các bạn không có máy chần đè thì các bạn có thể may bằng máy bằng. Và khi may máy bằng thì các bạn sẽ vặn chỉ nhỏ hết cỡ cho mình. Và khi may thì vừa kéo cái phần vải bên dưới cho mình. Phần gấu của mình là 5 cm. Phần cửa tay mình để 2,5 cm. May xong phần gấu áo các bạn sẽ rút chỉ ghim cho mình. Đây là phần cửa tay mình đã hướng dẫn các bạn may xong. Đường may của mình là 2,5 cm. May xong cửa tay thì các bạn sẽ giấu cho mình cái phần vai áo. Đường may các bạn sẽ lật về phần vai áo. Đường may để 1 cm. Và mình giễu là bằng một chân vịt là 0,7 cm. Các bạn bắt đầu giễu cho mình từ viền ở chỗ đầu tay qua vai áo và sang phần tay áo bên kia. Đường may lật hết về thân sau cho mình. Và phần vai áo bên kia các bạn giữ như vai áo bên đây cho mình là được.
Và đây là phần cổ tim mình đã hướng dẫn các bạn may xong. Khi may xong cái phần cổ tim của mình nó đều, nó không rúm và cũng không bị bay. Áo của mình nó trơn đều, cũng không bị rúm. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu áo kiểu của nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.